Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài kế tiếp, đấy là giới thiệu về ngôn ngữ Java. Thế thì nội dung chính của bài học hôm nay chúng ta sẽ gồm một số vấn đề giới thiệu liên quan đến cái sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ Java, rồi một số các cái đặc điểm khi mà đội ngũ của Sun Microsystems họ thiết kế ngôn ngữ Java vào thời điểm ban đầu, cùng với một số khái niệm rất cơ bản có liên quan đến cái ngôn ngữ này, ví dụ như là máy ảo Java, rồi tức là Java Virtual Machine, rồi khái niệm về môi trường thực thi của Java, tức là Java Runtime Environment, hoặc là cái công cụ sẽ dùng khi mà cho những cái nhà phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ Java thực hiện. Đấy chính là JDK, JDK tức là Java Development Kit, vân vân. Là đây cái bài này thì để mình có cái tổng quan hiểu về cái ngôn ngữ mà mình sẽ học trong cái học phần này. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Cái phần thứ nhất đấy chính là giới thiệu về ngôn ngữ Java. Java là một cái ngôn ngữ lập trình. Java là một cái ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cho phép xây dựng các cái chương trình điều khiển thiết bị. Thiết bị ở đây có thể là bất cứ thiết bị nào nha, có thể là máy tính, có thể là thiết bị thông minh. Nói chung những thiết bị mà cho phép lập trình ấy ha. Thì nó cho phép xây dựng các chương trình điều khiển thiết bị dựa trên thành phần là lớp, tiếng Anh gọi là class. Và khác với phần lớn những cái ngôn ngữ lập trình thông thường thì thay vì biên dịch thành mã máy luôn ấy, thì cái thằng Java nó thiết kế để dịch ra các cái bytecode, nó gọi là bytecode. Và nếu như các bạn quan sát trong những cái thư mục mà có cài đặt các cái chương trình viết bởi Java, mấy hôm nữa mình bên phần thực hành mình cũng minh họa cái chuyện này, tức là các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn viết xong, các bạn chạy trong cái trình cái idea của mình ấy, thì trước khi chạy nó dịch ra các cái tập tin có phần mở rộng là chấm class, nhớ ha. Thế thì những cái bytecode này nó sẽ chạy ở đâu? Nó sẽ chạy trong một cái môi trường độc lập nha, một cái môi trường độc lập mà người ta gọi nó là máy ảo Java đó. Và cái điều này nó đem lại nhiều lợi ích các bạn, tức là cái việc tất cả những thiết bị, những cái môi trường là những cái máy tính nào, những cái hệ điều hành nào mà có cài máy ảo Java thì đều có thể chạy được chương trình đó. Thì nó đem lại cái đặc điểm mà lát nữa mình nói đến, nó gọi là cái khả năng mà độc lập với nền, trong suốt với nền ha, đó là transparent platform. Và Java thì phát triển vào những cái năm 91 đúng không? Được phát triển bởi cái ông này nè, ông James Gosling. Đây là một cái chuyên gia của cái hãng Sun Microsystems. Thì ban đầu thì cái ngôn ngữ Java người ta định đặt tên nó là Wok, tức là cái từ này này. Tiếng Anh mình tra ra nó chính là tương ứng với cái chữ là cây sồi, đúng không? Do tại sao lại như vậy? Bởi vì những cái giai đoạn trước đó thì ngôn ngữ C là một cái ngôn ngữ C cộng cộng được phát triển rất là mạnh, đúng không? Có thể can thiệp vào sâu cho phần cứng. Cái ngôn ngữ C vì nó rất mạnh cho nên là nó lại đôi khi nó lại trở thành nguy hiểm ha. Có thể can thiệp rất sâu vào phần cứng, có thể làm được rất nhiều chuyện, thì đôi khi nó lại trở thành nguy hiểm đối với hệ thống trong quá trình hoạt động đó. Cho nên là lúc này cái tiêu chí mà người ta xây dựng lên Java là giảm bớt những cái tính năng nguy hiểm trong ngôn ngữ C là như vậy, ngôn ngữ C cộng cộng là như vậy. Và Java nó được xây dựng trên cái tinh thần, các bạn nhớ nha, mình là cái người mà học về Java, trên cái từ này phải nhớ này, thuộc này, ha, Ura. Tức là người ta thấy rằng là thông thường một cái phần mềm mà anh viết trên hệ điều hành nào ấy thì sang hệ điều hành khác thì không chạy, đúng không? Để cơ chế của mỗi hệ điều hành khác nhau mà. Trên nếu như bên cái hệ điều hành bên kia mà muốn chạy được cái phần mềm đấy thì anh lại phải viết một cái bảng để chạy trên hệ điều hành tương ứng. Thế nhưng mà Java thì người ta thấy làm như thế, những cái đội ngũ mà phát triển Java, người ta thấy rằng làm như thế thì nó tốn kém về chi phí phát triển phần mềm. Điều này là không có lợi, không tốt. Trên tiêu chí người ta muốn ấy, là anh chỉ viết chương trình một lần thôi, nhưng mà có thể chạy ở bất kỳ nơi nào, đúng không? Chạy ở mọi nơi. Tức là mình viết ra một cái sản phẩm là cái phần mềm đó rồi, vì mang sang máy của Windows cũng chạy được, mang sang máy của cái hãng Apple ấy, máy Mac cũng chạy được.
mang sang máy Linux cũng chạy được, đúng không? Và cái khẩu hiệu rất nổi tiếng của cái Java chính là write once, tức là viết lần, run anywhere, có thể chạy bất cứ chỗ nào. Đó. Và cái môi trường, miễn là cái máy đó có cài cái môi trường thực thi của cái hãng Sun Microsystems, tức là chả cài cái máy ảo Java thôi là chạy được. Đó. Như thế thì cái điều này nó tạo ra được một cái lợi thế rất lớn cho những lập trình viên Java. Anh viết cái phần mềm đó thì anh viết ra là yên tâm là máy nào cũng có thể cài chương trình của anh được, miễn là cái máy đó người ta muốn cài, người ta chỉ cần cài cái máy ảo Java là chạy được. Và cái điều này rất hay các bạn, đây là một cái tinh thần mới mà sau này Microsoft nó cũng xây dựng lên cái trường phái gọi là .NET Core đấy, tức là nó theo cái ý tưởng này, tức là người ta cũng muốn phát triển bằng các cái ngôn ngữ, các cái công cụ của hãng Microsoft mà trên hệ điều hành Windows cũng chạy được, trên hệ điều hành Linux cũng chạy được, mà trên Mac OS cũng chạy được. Ha, đây là cái đặc điểm mới, bởi vì trước đây các sản phẩm của Microsoft thường là nó chú trọng để lập trình cho chạy trên hệ điều hành Windows thôi. Nhưng mà sau này những cái năm gần đây thì người ta Microsoft nó được định hướng để phát triển cái nền tảng dựa trên .NET Core là như vậy. Để quay trở lại cái bài học của mình nhé. Thì cho dù là hệ điều hành Sun Solaris có thể mình không biết đúng không, hoặc là hệ điều hành Linux, hoặc là Mac OS, hay là gì gì đó, hay là Windows đúng không, đó thì đều có thể chạy được chương trình Java, miễn là anh cứ cài máy ảo Java lên trên đó là anh chạy được đó. Và cho đến năm 1994 ấy, thì Java chính thức được phát hành, cho đến bây giờ thì Java trở thành một cái ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong cả lĩnh vực phát triển phần mềm và nghiên cứu, cũng như là giảng dạy cho sinh viên của cái ngành khoa học công nghệ, ngành công nghệ thông tin ở rất nhiều trường đại học trên thế giới. Có một điểm các bạn cũng nên biết, đấy chính là vào giai đoạn năm 2009 đến 2010 ấy, thì Java nó không còn thuộc cái công ty độc lập Sun Microsystems nữa, mà nó thuộc cái hãng Oracle, bởi vì cái thời điểm này cái hãng Oracle nó mua lại cái công ty Sun Microsystems, được ha? Và Java chính thức trở thành một trong những sản phẩm của cái hãng Oracle nha. Tính từ năm 2010 đến nay thì Java nó thuộc về Oracle. Thế thì cái mục tiêu của Java người ta thiết kế là nó có mấy cái mục tiêu chính như thế này. Mục tiêu thứ nhất ấy là an toàn. Đấy, cho nên là các sản phẩm các bạn thấy hầu như những cái phần mềm sản phẩm viết bằng Java thì cái khái niệm mà bị nhiễm virus là gần như không có, đúng không? Đó là đạt đến an toàn, bởi vì sao? Nó còn liên quan đến cơ chế và nạp và thực thi của máy ảo Java nữa, cho nên là gần như là các cái mã độc mà lây nhiễm trên các cái sản phẩm được xây dựng bởi Java là rất ít, đúng không? Ít nhất là cho đến thời điểm này. Thì cái mục tiêu đầu tiên của Java khi thiết kế là nó an toàn. Vấn đề thứ hai ấy là portable. Này là một cái thuật ngữ mà ám chỉ cái việc mà thuận lợi cho cái việc thực thi ha, tức là bình thường ở đây mình so với Windows đây, tức là bình thường các bạn muốn có một cái phần mềm trên máy dùng hệ điều hành Windows là các bạn phải cài đặt, đúng không, và khai báo rất là phức tạp, thực hiện những cái hành vi cái công việc rất là phức tạp, mà đối với những người không chuyên ấy, thì là không dễ ha. Thế còn thằng Java thì theo góc độ của nó là chả cài đặt gì hết, anh viết làm sao, anh xây dựng làm sao mà cứ gắn vào là chạy. Cái ý tưởng của chữ portable là như vậy, có thể anh đưa ra và anh đưa vào một cái hệ thống mới vẫn có thể hoạt động tốt mà không phải có tốn quá nhiều cái công sức cho việc cấu hình với thiết lập mọi thứ, là nó trở nên đơn giản. Mình hiểu cái từ portable tức là nó giống như kiểu nó đơn giản hóa để đưa ra chạy trên các cái hệ thống khác nhau. Đó. Cái vấn đề thứ ba là chính là cái khả năng mà phân tán, tức là distributed, cái thuật ngữ này nè. Đây thì dùng những cái thuật ngữ theo cái mục tiêu của họ ha, để mình quen với cái từ, một số các cái từ chuyên ngành. Thì cái ý tưởng này đối với giai đoạn của những năm 2010 trở lại đây thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà của nhiều năm trước là đây là một trong những cái ý tưởng rất hay, đúng không? Nó lợi dụng được sức, nó tận dụng được sức của nhiều người. Tức là gì? Anh viết chương trình nhưng mà mọi người có thể dùng phần mềm từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
cái ý tưởng của ngày xưa nha, máy tính ngày xưa nó gọi là personal computer, tức là phần lớn là mỗi người muốn làm gì, muốn máy tính hỗ trợ cái công việc của mình ấy, là mình phải ngồi trên máy tính đó. Và vô hình chung là mình muốn làm việc với cái phần mềm đấy, là mình phải cất công, mình đến cái máy đó, mình dùng, mình làm việc, đúng không? Làm việc trên đó. Cái ý tưởng này nó đem lại những nhiều cái khó khăn, đúng không? Khó khăn và những cái bất lợi, bất tiện trong quá trình sử dụng. Và ngày nay thì mình thấy rằng cái việc mà mình ngồi nhà mình có thể tham gia và xử lý cái phần mềm đấy. Ví dụ đối với sinh viên thì các bạn ngồi nhà các bạn vẫn có thể xem lịch được, thay vì phải đến trường để mở cái máy tính ở trường ra, thì mình ngồi nhà mình có thể xem lịch được, đúng không? Xem lịch học ấy, rồi mình có thể đăng ký môn học được. Đấy chính là cái ý tưởng của distributed này. Đây này, ta làm việc, cái môi trường làm việc thì có thể phân tán ra, anh ngồi chỗ khác cũng làm được, không nhất thiết phải đến chỗ đó. Thì cái ý tưởng này bây giờ thì mình thấy nó tầm thường, đúng không? Tại vì bây giờ mình mua hàng trực tuyến mình cũng ngồi ở nhà chứ mình đâu đến công ty người ta. Mình xem lịch học mình cũng ngồi nhà mình xem được, đúng không? Đấy chính là cái ý tưởng về distributed, nó được triển khai và nó thành công. Cho đến thời buổi công nghệ bây giờ thì cái chuyện này nó dần dần trở nên bình thường. Đó. Này. Người dùng thông thường có thể khai thác và sử dụng dịch vụ dựa trên các cái hệ thống mạng, đúng không? Tức là mình ngồi nhà mình cũng có thể xem được cái sản phẩm của cái người bán từ một cái nơi rất xa. Đó. Thay vì phải tập trung đến cái cửa hàng để mới xem được nha các bạn. Thì cái ý tưởng distributed là như vậy. Vấn đề thứ tư, tức là cái mục tiêu của nó là scalable, tức là cái khả năng mà mở rộng, đúng không? Tức là trên thực tế thì do cái nhu cầu phát triển không ngừng của cuộc sống mà các cái tổ chức, các cái công ty hôm nay thì nó được định nghĩa ra như vậy, nhưng mà sau một thời gian hoạt động thì nó sẽ phát triển, nó lớn mạnh dần lên. Mà khi lớn mạnh dần lên ấy, thì cái nhu cầu về nhu cầu về vận hành ấy, nó sẽ thay đổi. Vậy thì nếu như mỗi lần có một cái sự thay đổi về cái việc mà vận hành đối với cái tổ chức hay là cái công ty hay là một cái mục đích đấy, thì cái phần mềm được viết lại thì là rất tốn kém, đúng không? Thì cái khả năng mà scalable, tức là anh có thể mở rộng, có thể phát triển tiếp thêm, tức là cộng thêm vào mà một cái thuận tiện đó. Thì cái ý tưởng của Java là như vậy, được ha? Đó. Thế thì có một số đặc điểm về Java. Thứ nhất, mình lưu ý Java là cái ngôn ngữ hoàn toàn, hay là người ta còn dùng từ là thuần ở đây, tức là thuần khiết. Java là chỉ lập trình thuần hướng đối tượng ha. Đấy là cái đặc điểm thứ nhất. Tất cả các chương trình đều gọi và sử dụng đối tượng trong quá trình hoạt động, tức là trong chương trình viết bởi những cái ngôn ngữ thuần hướng đối tượng ấy, thì người ta định nghĩa ra các cái loại đối tượng. Ví dụ chương trình đào tạo thì định nghĩa ra đối tượng là sinh viên, chương trình hay là môn học, hay là giảng viên, hay là thời khóa biểu. Và khi quá trình hoạt động ấy, người ta cứ gọi đối tượng để hành xử, đúng không? Nếu như mình viết những người xây dựng game ấy, thì lúc đấy thì người ta định nghĩa ra các cái đối tượng là chiến binh hoặc là vũ khí. Khi nào mà người ta muốn dùng chiến binh nào, rồi chiến binh muốn gọi cái vũ khí nào, thì người ta sẽ gọi cái đối tượng, cái loại đối tượng tương ứng ra để người ta, để cho người dùng người ta chơi và điều khiển, đúng không? Trên lúc này nói là tất cả các cái chương trình đều gọi và sử dụng đối tượng trong suốt quá trình hoạt động, đúng không? Đấy là cái đặc điểm của ngôn ngữ hướng đối tượng. Cái đặc điểm thứ hai là các cái chương trình Java thì nó luôn luôn dịch thành bytecode, nhớ ha, luôn luôn dịch thành bytecode nha. Cái mã mà các bạn viết ấy, mã nguồn các bạn viết thì thường là những tập tin có phần mở rộng là .java, tức là mã đấy là con người đọc thôi chứ máy nó không đọc được, nó không chạy được. Thế thì máy muốn chạy được, trong trường hợp này là máy ảo ha, muốn chạy được thì nó phải dựa vào bytecode. Cho nên tất cả các chương trình mà các bạn viết bằng Java thì nó luôn luôn được biên dịch thành bytecode. Và bytecode thì nó độc lập với hệ điều hành. Đây cũng là cái đặc tính để tạo nên cái mục tiêu mà safety mà lúc nãy mình nói ở trong phần trước ấy, ha. Để đảm bảo cái sự an toàn thì cái đặc điểm của bytecode là độc lập so với hệ điều hành. Và các bytecode này dùng làm gì? Các bytecode này nó dùng để điều khiển cái máy ảo Java. Điều khiển, nó nạp lên trong máy ảo Java và điều khiển máy ảo Java chạy. Máy ảo Java chạy thì nó sẽ điều khiển cái máy tính mà mình đang dùng chạy, đúng không? Cho nên là mình vẫn có thể dùng phần mềm của nó giống như bình thường. Đó. Cái đặc điểm, một đặc điểm nữa, tức là các chương trình Java thì được xây dựng thành các cái package,
tích kịp, tức là mục đích để quản lý thôi các bạn. Tức là mình ví dụ như các bạn tưởng tượng giống như một cái bác công nhân về điện đi. Bác ấy muốn làm nghề được thì bác phải có kìm, có tô vít, có bút thử điện, có đồng hồ đo, có rất nhiều thứ dụng cụ đúng không? Thế thì lúc này để cho quản ống đi lại, ống sửa điện cho dễ thì ông phải mang theo cái hộp đồ nghề đúng không? Mang theo cái hộp đồ nghề thì để cho nó gọn thôi, và ông cất sắp xếp đồ dụng vật dụng của ông ở trong đấy cho thuận tiện. Thì trong Java cũng vậy đó, trong Java có thể một chương trình các bạn lớn viết có nhiều tính năng đúng không? Thế thì để quản lý cho nó dễ thì trong Java nó được xây dựng thành các cái package nha. Cái này dùng mục đích của nó chính của nó là gì? Để quản lý ha, quản lý mã nguồn thì nó thuận lợi, và do đó thì nó cung cấp cho nhiều cái giải pháp tốt ha và linh hoạt cho cái nhu cầu thực tế của những cái ứng dụng đó. Cái việc mà xây dựng bách kịp như này có thể đối với các bạn bây giờ vẫn còn hơi nghe nó còn hơi mơ hồ một chút, nhưng sau này các bạn sẽ thấy có những tính năng ấy, các bạn xây dựng sẵn rồi sau này muốn dùng nó ở trong một dự án khác thì mình có thể vác cái package đấy mình import vào trong cái dự án kia mình dùng tiếp mà không cần phải viết lại. Cái điều này nó đảm bảo được cái ưu thế mà lúc nãy mình đề cập trong cái đặc điểm phần trước ấy, đấy chính là cái tính mà scalable, tức là có thể mở rộng lắp ghép được đúng không? Rất hay nha các bạn, đây là một cái đặc tính rất hay, và sau này càng lúc các bạn chờ càng chuyên nghiệp ấy thì các bạn càng hiểu rõ về nó. Ở đây thì đây là một cái mô hình kiến trúc ha. Cái hình này thì thầy lấy từ cái trang này. Thì đây là cái máy ảo, cái mô hình về máy ảo Java. Tức là khi mà một cái hệ điều hành, một cái máy tính mà mình muốn lập trình Java được thì phải cài cái máy ảo Java. Lúc nãy mình nói đấy. Thì cái kiến trúc về, ý tưởng về kiến trúc của một cái máy ảo Java được mô tả trong cái hình màu nâu nâu này, nâu nâu hồng hồng, đại loại vậy đó ha. Đó, đây chính là máy ảo Java. Thì máy ảo Java nó gồm mấy cái nhiệm vụ này. Khi mà chương trình chạy ấy, thì nó phải nạp cái phần mã lên đúng không? Bytecode của các bạn ấy, nó phải nạp lên. Bước đầu tiên của nhiệm vụ Java là khi mà mình chạy chương trình trên máy ảo Java thì đầu tiên nó phải nạp cái phần bytecode lên. Sau khi nạp lên ấy, nó sẽ kiểm tra đúng không? Cái phần bytecode đấy có đủ cái điều kiện để thực thi không? Đấy, đây chính là cái bước để nó kiểm tra cái tính cái tính khả thi để mà nó đưa vào và cũng đảm bảo được cái độ an toàn đối với mã lệnh trước khi thực hiện trong cái máy ảo. Thế sau đó là sau khi mà nạp lên đạt được các cái tiêu chí để thực thi trên máy ảo Java thì nó mới thi hành cái phần mã đó đúng không? Execute. Đó. Và trong suốt quá trình thực thi của cái chương trình ấy thì cái máy ảo Java nó sẽ làm nhiệm vụ là cung cấp cái môi trường để cho cái chương trình để hoạt động. Đó, đấy là các cái nhiệm vụ chính của một cái máy ảo Java gồm 4 bước. 4 cái mục tiêu, một là nạp mã lên, kiểm tra cái phần mã đấy có đủ điều kiện để thực thi và hoạt động trong hệ thống hay không. Thứ ba nữa là thực thi, sau khi mà đủ điều kiện ấy thì thực thi, và trong suốt quá trình thực thi thì nó sẽ cung cấp một cái môi trường để cho anh thực thi, anh hoạt động theo đúng với cái ý đồ thuật toán mà người ta đã xây dựng. Thế thì để làm được đáp ứng được 4 nhiệm vụ đấy thì các cái thành phần của một cái máy ảo Java thì nó gồm có bộ nhớ, nó tuy là máy ảo nhưng máy ảo mình không làm, mình không cầm, mình không sờ được ha. Thế nhưng mà trên thực tế thì mình hiểu máy ảo nó cũng giống như là một cái phần mềm đấy. Nhưng mà cái phần mềm đấy nó giả lập lên một cái máy không có thực cho nên nó gọi là máy ảo đúng không? Mà đã là một cái máy thì như kiến trúc máy tính các bạn học ấy, một cái hệ thống máy tính, một cái máy thì phải có bộ nhớ đúng không? Như vậy trên này nó có memory area, bộ nhớ. Thứ hai nữa là phải có các cái định dạng ha, class file format. Đó. Tức là có những cái vùng để cho nó nạp cái phần bytecode đúng không? Thì nó có class file format. Rồi có cái thành phần nữa là gọi là register, tức là cái hệ thống thanh ghi để nó hỗ trợ cho việc mà xử lý và thực thi chương trình. Nó phải có register tập các cái thanh ghi. Thanh ghi là gì thì mình coi bên mình nhớ mình kết hợp với cái phần kiến trúc máy tính của cái môn kiến trúc máy tính nha, để mình hiểu cái khái niệm về bộ nhớ, khái niệm về thanh ghi, khái niệm về vi xử lý đại loại đấy ha. Đó, ở đây xem như là mình đã biết những cái phần đó rồi. Và trong máy ảo Java nó có một cái phần rất hay các bạn, tức là Gabbit Collect Help, tức là cái bộ mà nó ghi nhận những cái nào là rác. Cái cơ chế này rất hay các bạn.
Ở đây mình hiểu Gabbit Collect, Collect này tức là nó giống giống như là trong cuộc sống của mình ấy, hàng ngày xã hội của mình nha, hàng ngày xã hội của mình sống thì sẽ sinh ra rác. Ví dụ có người đang đi thì vứt cái bịch ni lông xuống, đúng không? Có người ăn gói xôi thì vứt cái lá xuống, có người đi thì đang chở một cái hộp cơm thì đang đi nó bị đứt dây rớt ra đường, đúng không? Đó. Thế thì mình thấy rằng là rác thì do, ở đây mình không nói chuyện có ý thức hay không có ý thức nha, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà rác nó xuất hiện trên đường phố trong môi trường sống. Và nếu như mà những cái rác đấy không được dọn dẹp đi ấy, thì chuột bọ nó phát triển sinh sôi, dịch bệnh nó phát triển, là cái đời sống, chất lượng sống của con người sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Cho nên bên ngoài cuộc sống của các bạn thì có cái công ty vệ sinh, đúng không? Công ty dịch vụ công ích gì đó. Thế thì cứ đến hàng đêm ấy, người ta đi, người ta thấy rác ngoài đường, người ta xúc, người ta quét, dọn, người ta hốt đi, tập hợp về cái nơi xử lý. Đó. Thế thì cái công ty mà dọn vệ sinh, mình có tạm gọi là công ty vệ sinh nha, nó tên nó dài lắm ha. Công ty dịch vụ công ích môi trường gì đó, đại loại như vậy, thầy không nhớ chính xác lắm. Thế thì hàng ngày mình sống ấy, hàng ngày mình sống, mình phải rất biết ơn những người làm ở cái công ty mà làm cái công tác dọn dẹp như thế. Thì trong máy tính cũng vậy nha các bạn. Các bạn chạy chương trình này thì nó sẽ dư ra một phần bộ nhớ. Chạy chương trình kia nó cấp phát một số vùng nhớ, xong rồi nó quên, nó không giải phóng. Nó giống kiểu mình sử dụng trong cuộc sống, mình làm rớt rác ra đường rồi đó, mình không có dọn dẹp đi, mình quên hoặc là mình vô ý hay là gì gì đó, đúng không? Thì trong cái máy ảo nó có cái bộ thu gom rác, Garbage Collect App, đúng không? Cái vùng nhớ này để ghi nhận các cái không gian địa chỉ vùng nhớ mà được xem là rác sau khi một ứng dụng nào đó hoạt động. Thì nó chỉ cần nó xử lý cái vùng này là xong, đúng không? Đây là một ý tưởng rất hay các bạn. Đây là một ý tưởng rất hay. Cho nên nếu như những bạn nào mà dùng hệ điều hành Android ấy, là nó hay có cái phần mềm mà dọn dẹp rác, nhớ không? Đấy là nó đi thì nó đi kiếm cái vùng Garbage Collected này nó xử lý. Thì là đương nhiên những cái vùng trống đấy nó sẽ trở lại sạch sẽ, đúng không? Nó được giải phóng ấy, thì nó lại dành không gian cho những phần mềm khác hoạt động. Đó, nó xử lý dựa vào cơ chế này, Garbage Collected, được không? Và cái phần, một cái phần nữa có thể đề cập đến trong Java Visual Machine, nó gọi là Fanta Error, tức là những cái lỗi. Thì rõ ràng ý tưởng của nó đưa ra là gì? Một cái hệ thống chạy, cho dù hệ thống của các bạn hoàn chỉnh đến mấy, chạy thế nào cũng có lỗi. Có những lỗi cố tình, có những lỗi vô tình, đúng không? Cố tình hay hữu ý gì đó thì cũng cũng thế nào cũng có lỗi, không lớn thì nhỏ. Và những lỗi đấy cần phải được khắc phục và ghi nhận lại để làm gì? Để sau này hoàn thiện hơn, cho nên nó có Fanta Error Reporting. Nhớ về Java Visual Machine, nhớ ha. Đó. Cái thành phần thứ hai rất là quan trọng, nó gọi là JRE. JRE là viết tắt của cái cụm từ là Java Runtime Environment. Tức là cái môi trường thực thi. Runtime là môi trường thực thi thời gian để chạy chương trình ấy. Mình tạm dịch theo cái kiểu mà thô thiển, tức là runtime tức là cái thời gian mà chương trình thực thi. Thì cái thời điểm mà nó tạo ra cái môi trường để cho các cái chương trình Java hoạt động, chạy trên đó, thì cái thằng đó nó gọi là JRE. Ở đây thì thầy định nghĩa có nói này, JRE là dùng để cung cấp cái môi trường thực thi, bao gồm cả việc triển khai Java Machine. Thế thì ở đây mình thấy này, trong JRE thì bao giờ nó cũng sẽ có máy ảo Java, được ha, cũng có máy ảo Java. Ngoài máy ảo Java thì nó cung cấp các cái thư viện, đúng không? Các cái thư viện. Ví dụ các bạn lập trình muốn viết chương trình Java để gửi dữ liệu từ máy này sang máy kia dưới dạng một cái phần mềm chat, đúng không? Mình chat giữa hai máy đấy. Thì trong trường hợp đấy nó phải có thư viện để cho phép mình truyền gói tin thông qua Internet. Đó. Hoặc ví dụ như là các bạn muốn lập trình để phát ra âm thanh, dùng audio, ví dụ phần mềm nghe nhạc đi. Thế lúc này thì làm sao để điều khiển loa? Thì trong nó sẽ cung cấp một bộ các cái thư viện liên quan đến việc tác động điều khiển lên thiết bị thu hay phát âm thanh, loa hay micro gì đó, thì nó sẽ có thư viện tương ứng, đúng không? Là ví dụ như vậy. Có nhiều vấn đề nha, đây thầy minh họa trên hai cái mà dễ hình dung nhất. Thế thì các cái thành phần mà JRE cung cấp là tập các cái thư viện mã nguồn đã được biên dịch, có nghĩa là gì?
người ta, đội ngũ của Java hay là một bên phát triển phần mềm nào đó, người ta đã xây dựng các công cụ để cho phép tương tác với mạng Internet, tương tác với loa, thiết bị nghe nhìn, tương tác với camera. Và nếu mà chương trình của mình cần dùng ấy, mình có thể gọi những cái thư viện đó để gọi, để thực hiện các cái nhiệm vụ theo nhu cầu mà mình muốn. Ví dụ chương trình của mình muốn dùng camera để chụp ảnh người dùng, thì lúc đấy nó sẽ có thư viện gọi để dùng, được không? Và dĩ nhiên những cái thư viện này nó tồn tại dưới dạng các cái mã nguồn đã được biên dịch, tức là các cái bytecode, đúng nhỉ? Đấy là thành phần thứ hai nha. Thành phần thứ hai gọi là JRE. Như vậy thì hai này nó liên quan đến nhau. Thằng JRE thì nó có thằng JVM, tức là Java, máy ảo Java. Chứ hồi nãy mình học dạy máy ảo Java trước, cho nên bây giờ mình nói đến Java, tức là trong JRE, thì trong JRE có JVM, được ha? Cái thuật ngữ thứ ba, thuật ngữ thứ ba mà mình dân lập trình là phải biết, tức là cái bộ JDK. JDK thì nó viết tắt của cái cụm chữ J, nó viết tắt của Java này. D là Development Kit, Java Development Kit. Kit ở đây nó giống như là cái bộ công cụ, một cái gói ha. Ví dụ các bạn thấy không, ở nhà mình, ví dụ nhà mình có cái hòm đồ nghề chứa các cái dụng cụ về điện, thì nó gọi là Electric Toolkit. Nó gọi là Toolkit các bạn. Thế thì mình thấy JDK chính là một cái bộ, một bộ phát triển phần mềm. Tức là mình lập trình với Java thì mình cần phải có JDK, đúng không? Thì trong một cái JDK thì bao giờ nó cũng sẽ có JRE. Đây mình thấy nè, trong cái hình xăm xám này, hình xăm xám này, để chụp của người ta đấy, ha, để chụp của người ta, thì người ta minh họa đây chính là một cái ý tưởng, đây chính là một cái bộ công cụ để phát triển, để lập trình trên Java, nó gọi là JDK. Thì trong một JDK thì nó sẽ có nó có JRE. JRE là gì lúc nãy nói rồi, đúng không? Có JRE. Thứ hai là nó có các cái thư viện để mình viết code, viết mã nguồn. Đây chính là toolkit này. Toolkit nó phải gồm hai cái, một có JRE, hai là các cái thư viện để phục vụ cho các mục tiêu mà mình viết chương trình phát triển ứng dụng bằng Java. Đấy là JDK ha. Về sản phẩm thì có nhiều ha, có nhiều loại sản phẩm các bạn. Đây thầy chỉ liệt kê có 4 loại mà tiêu biểu ra. Một là các cái Java thì mình có thể viết ra các cái lệnh để chạy, ứng dụng chạy dưới dạng gõ lệnh ấy, ha. Nó gọi là console application. Nếu như mình thấy này, đây ví dụ như này gọi là console application này. Ở trên trên này mình gõ CMD trên Windows ấy, thì cái này nó chính là một cái dạng console application. Bây giờ thầy muốn, giả sử mình muốn hiển thị xem nội dung mà bằng lệnh nha. Cái này có thể ít người biết đúng không? Nhưng mà đây thầy mở cái cửa sổ run ở trong iOS hay là trong Linux ấy, thì nó gọi là cửa sổ này nó gọi là shell command. Ở trên trên Windows ấy, thì cái này cũng là một cái dạng để các cái lệnh, các cái mục tiêu điều khiển bằng lệnh. Ví dụ thầy muốn hiển thị cái nội dung thư mục gốc, thư mục Apple của DC thì dir, dir C hay chấm xuyệt. Ví dụ phải gõ lệnh ha. User xuyệt Apple, ví dụ vậy ha. Đó. Enter thì đấy nó liệt kê này. Nó liệt kê ra, gõ một cái lệnh. Đây cũng là một chương trình, một chương trình nó đơn giản, thì liệt kê ra các cái thông tin có trong cái thư mục mà thầy gõ. Hay là thầy muốn xem cái nội dung thư mục gốc của DC thì đi C hay chấm xuyệt, ví dụ vậy thì mình thấy nó hiển thị ra. Hoặc ví dụ thầy muốn xem thư mục data chẳng hạn, đi C hay chấm xuyệt Z data, ví dụ vậy đó, thì nó sẽ hiển thị ra cái nội dung ở trong này. Và thầy muốn thoát thì mình exit đó. Thì cái chương trình mà thầy vừa mới mô tả cho các bạn coi, cái việc dưới dạng muốn làm gì đó thì gõ lệnh, mình phải biết lệnh mình mới gõ được, đúng không? Thì cái chương trình ở cái dạng chạy trên cái màn hình, cái khu vực thực thi màu đen đen như vậy đó, thì cái dạng đấy nó gọi là console application. Java có thể viết ra được những cái thuộc loại là console application. Có thể viết ra sản phẩm dưới dạng applet. Applet này thì bây giờ ít dùng rồi ha. Ngày xưa những năm 90 ấy, thì applet là cái dạng mà nó viết để chạy trên các trang web. Nhưng mà sau này những cái phát triển từ từ JavaScript với dạy jQuery đối với web, với môi trường web ấy, thì nó làm tốt rồi. Cho nên applet dần dần người ta không dùng nữa. Một cái dạng ứng dụng nữa, nó chạy trên hệ điều hành, đúng không? Tạo ra các cái cửa sổ làm việc giống kiểu như Windows, Windows ấy. Ứng dụng như thế thì trong Java nó gọi là sản phẩm thuộc loại là frame based application. Tức là mỗi một cửa sổ của mình xem như là một cái frame, đúng không?
và người ta dùng tên thuật ngữ đối với những loại ứng dụng mà chạy có cửa sổ, có giao diện, có menu này nọ đó, thì nó gọi đấy là ứng dụng thuộc loại là desktop application. Và một cái loại sản phẩm nữa cũng rất nổi tiếng, dùng trong các cái ứng dụng mà hoạt động trên nền tảng của web mà viết bởi Java, là các cái servlet, là những cái loại chương trình mà chạy trên cái nền tảng của dịch vụ web ha. Đấy. Có bốn loại tiêu biểu, bốn loại ha. Ngoài ra nó còn có một số dạng khác, nhưng mà tụ chung thì nó cũng xuất phát từ bốn cái dạng chính này. Một số quy ước ha, một số quy ước chính là mỗi một Java của mình, mỗi tập tin Java, chương trình Java mà các bạn viết ấy, trong cái phần mà thực hành mà mình học ấy, mình học thực hành là mình tạo ra các tập tin có phần mở rộng là Java. Mã nguồn các bạn viết ra thì mặc nhiên có sẽ phần mở rộng tên là Java nha các bạn. Đó. Và đặc điểm là tên của những cái tập tin Java thì nó phải trùng tên class. Đó. Cái phần này thì cụ thể thì hoặc là lúc nào đó thầy sẽ minh họa, khi có đủ thời gian ấy, thầy sẽ minh họa trên trong bằng cái việc lập trình để bạn thấy mỗi một cái class nó trùng tên với tập tin. Thế còn cái mà dễ thấy nhất là khi mà các bạn học thực hành, thầy cô mình cho mình có cái bài tạo ra một cái chương trình tên lớp là gì, thì cái tên file nó đúng trùng tên như vậy. Đây là quy ước ha. Mặc nhiên thì các cái idea như Eclipse hoặc là NetBeans nó sẽ hỗ trợ chuyện này cho mình. Vấn đề thứ ba là tất cả các tập tin mã nguồn trong một chương trình nó sẽ được quản lý dưới dạng các package, và trong Windows thì mình gọi nó là các cái folder hay là các cái directory theo một cái cấu trúc, theo một cái cấu trúc nhất định ha. Để mục đích là gì? Để quản lý mã nguồn của chương trình cho nó hợp lý ha. Phần tiếp theo mình sẽ đi sang cái nói về idea ha. Idea, mình là dân lập trình, mình học về lập trình thì mình phải biết idea là viết tắt của cụm từ này, integrated tức là tích hợp ha, integrated development, chữ D là viết tắt của chữ development, và chữ E này là thì viết tắt của cái từ tức là environment. Tạm dịch cái này ra là môi trường phát triển tích hợp. Tức là gì? Người ta xây dựng một cái môi trường, một cái phần mềm. Thực ra cái này nó là phần mềm đấy các bạn. Idea chính là một cái phần mềm, nhưng phần mềm này dùng để cho phép các bạn có thể phát triển ra các cái sản phẩm, có thể là phát triển ra web, có thể phát triển ra các cái thư viện để cho những người khác dùng thư viện đó cho lập trình, có thể phát triển ra một cái phần mềm nào đó, đúng không? Thì có thể phát triển được tùm lum thứ, nó gọi là môi trường phát triển tích hợp. Và thông thường thì khi mà các cái nhà phát triển phần mềm ấy thì người ta phải có những cái bộ công cụ ha, là những cái idea nào đó để phát triển. Thì trong cái phạm vi của mình ấy, để có thể lập trình được thì thầy giới thiệu với các bạn mấy cái. Thứ nhất, máy của các bạn muốn để lập trình bằng Java thì đầu tiên các bạn phải cài cái bộ JDK. Cài JDK nha các bạn. Đó, cài JDK. Ở trên này thầy đưa ra một cái link, cái này cũ rồi, bây giờ dùng vẫn được. Tại sao thầy dùng cái này? Bởi vì có thể có những bạn mà cấu hình máy của mình không đủ mạnh ấy, cài cái mới quá thì nhiều khi nó lại nặng nề hay là gì đấy. Và trong quá trình học thì dùng cái bộ này vẫn tốt, cho nên là thầy giới thiệu các bạn cái bộ công cụ JDK ha. Java Development Kit, đúng không? Cái phiên bản 8 cập nhật 161, được ha? Thử nha. Nào. Thì đâu rồi ta? Thầy bôi lên đi ha. Bôi lên đi. Thì mình click vào đây thôi. Trên chỉ cái link này, bấm vào đây này. Thì các bạn muốn đầu tiên phải cài JDK trước nha các bạn. Đầu tiên phải cài JDK. Và khi mà cài cái bộ này nè, bộ này cũng cũ ấy, nó từ năm 2019 lận các bạn, từ 2019 lận. Và nếu mà mình cài thì trên này nó có hướng dẫn này. Nếu mình chưa quen ấy, thì mình nhìn vô đây mình sẽ không biết chọn gì. Trên này nó có này. Nếu như máy của các bạn dùng Ubuntu hay là Fedora hay là dùng cái nền tảng của Linux ấy, thì các bạn có thể cài một trong những cái này, chọn một trong những cái này. Những cái này thì sao? Nếu như máy của mình cấu hình là máy ARM, kiến trúc của vi xử lý ấy, là ARM 64 RPM hay là 64 Compress Archive gì đó, thì mình sẽ chọn cái bản tương ứng ở đây. Đấy. Nếu như máy của các bạn là dùng MacBook, Mac Air gì đó ha, nói chung nó gọi là Mac OS, thì mình sẽ bấm vào đây. Thì trong này nó sẽ có các cái chỗ này thì nó
đối với Mac OS thì x86, x này là cái kiến trúc của CPU, kiến trúc xử lý ha. x86 DMC Installer thì mình sẽ bấm ở đây để nó tải về máy Mac của mình. Nếu bạn nào dùng máy Mac thì chọn này. Những bạn nào dùng hệ điều hành Solaris của cái hãng Sun Solaris còn nhớ không? Cái hãng mà lúc ban đầu nó phát triển ra ngôn ngữ Java này. Thì bấm vào đây Solaris, Solaris thuộc thế hệ nào chọn này. Nếu lớp mình mà phần lớn mọi người dùng Windows ha, giống máy của thầy đang dùng Windows nào, mình chọn Windows. Thế thì Windows này ấy, thì nó có hai cái kiến trúc đối với vi xử lý. Một kiến trúc là x86, máy này cũ rồi đúng không? Thế nếu máy bây giờ phần lớn là kiến trúc là x64 này các bạn. Thế nên mình muốn biết, nếu làm sao biết được cái chuyện này, muốn biết cái chuyện này ấy, thì các bạn sẽ mở cái phần mềm Windows Explorer lên. Cái này là phần mềm Windows Explorer nha. Mình thấy disk computer, nhấn nút phải vào đây rồi mình property đúng không? Thì cái kiến trúc của thằng này, của máy thầy này đang dùng là 64 bit, nó gọi là x64 base processor. Ok ha, đây là biết là đúng vậy thì hiểu rồi, máy của thầy dễ mà cài cái này, 64 x installer được không ạ? Vấn đề sau khi được ha, đầu tiên là các bạn phải cài được cái GDK. Cài được GDK, sau khi cài GDK xong rồi ấy, tức là mình có cái phần để lập trình rồi, thì bây giờ để hỗ trợ cho việc viết mã nguồn, phát triển ứng dụng ha, thì các bạn sẽ phải có IDEA, nhớ ha, để cài để dùng được thì bước thứ nhất là các bạn phải có GDK, bước thứ hai là các bạn phải có IDEA, đây là bước thứ hai. Vậy thì có hai cái này thì muốn dùng cái nào thì tùy các bạn nha các bạn, mình muốn dùng cái nào là chuyện của mình. Thầy giới thiệu với các bạn là hai cái IDEA, một là Eclipse nha các bạn, Eclipse nào, hai là NetBeans. Đó, thì tùy các bạn muốn dùng cái nào là quyền của mình. Tức là trên thực tế có rất nhiều cái hãng mà nó xây dựng lên cái công cụ để hỗ trợ, tức là mình hiểu là cái phần mềm ấy, ha, nhưng không ai gọi IDEA là phần mềm, ta gọi là IDEA, nhưng mà ngầm hiểu thì IDEA nó là phần mềm, nó là phần mềm để cho phép mình lập trình, cho phép mình gia công và phát triển ra một cái sản phẩm là một cái phần mềm khác. Thế thì có rất nhiều IDEA, có rất nhiều loại các bạn. Thì có hai cái mà phổ biến mà người ta hay dùng, một là Eclipse, hai là NetBeans. Đó. Thì NetBeans là cũng hai cái này đều miễn phí hết các bạn. Dùng NetBeans nè, hãy bấm vào NetBeans. Ủa sao quay hoài ta? Đấy, NetBeans à. Bây giờ NetBeans nó tới 12.5 rồi các bạn, NetBeans ha. Đi vào trong này thì mình download, mình tải. Thì thằng này mình download về, đấy là dùng NetBeans. Cái thứ hai, thầy thì để khuyến khích các bạn dùng Eclipse. Tại sao dùng Eclipse? Sau này những cái sản, những cái nếu mà phát triển trong cái môi trường Java, các cái dự án mà phát triển sản phẩm cho Java thì các công ty và chuyên nghiệp đã hay dùng Eclipse chứ không dùng NetBeans. Có một điểm nhỏ nữa là cái giao diện sau này các bạn học lập trình trên Android ấy, ha, thì nó dùng Android Studio ấy, thì nó có giao diện nó giống như Eclipse. Cho nên thì khuyên các bạn nên dùng Eclipse nha, dùng Eclipse. Ở đây thầy sẽ. Và cái việc mà đưa Eclipse vào để sử dụng trên cài đặt trên máy của mình ấy, nó cũng dễ dàng hơn là so với NetBeans. Nói chung NetBeans cũng dễ chứ không phải khó. Thế nhưng mà thầy thì cách đây khoảng mười mấy năm ấy, những năm 2010 trở về trước ấy, thì thường thường là thầy khuyên dùng NetBeans, bởi vì hồi xưa ấy là Eclipse nó phải trả phí, tốn tiền ha. Cho nên sinh viên gần như khó tiếp cận được với Eclipse lắm ha. Thường là những cái đội ngũ, những cái người mà chuyên nghiệp ấy, người ta làm trong các cái công ty người ta trả tiền bản quyền cho nhân viên dùng thì người ta mới dùng Eclipse. Còn sinh viên thì cứ cái nào miễn phí thì xài đúng không? Những giai đoạn đấy thì nhớ là NetBeans 6, NetBeans 7, NetBeans 8 gì đó đại loại. Bây giờ nó là 12.5. Đó, NetBeans. Còn bây giờ thì sau này ấy, cứ khoảng 10 năm nay này ha, 10 mười mấy năm rồi anh không nhớ lắm. Thì cái thằng Eclipse này nó cho miễn phí các bạn. Thì khi mà vô cái giao diện này thì nó có hai cách, một là các bạn cài đặt, hai là các bạn tải về. Đấy, các bạn thấy trên máy của thầy, thầy tải cái thằng Eclipse này về. Và cái bảng của thầy cũ rồi nhá, cái hình của nó nè, cái biểu tượng đây.
thì tải về hay không cài. Nó có hai cách, một là tải, hai là cài. Thì trên này nếu như các bạn muốn tải về mà không cần cài đặt ấy, thì các bạn chọn cái download package, thấy không, download package. Hai là mình bấm vào cái này thì nó tải này. Và mình tải trên x86 hay là x64 thì nó chung, nó dùng cái này. Đó. Thế thì nếu mình download cái package này nha, download package này thì mình bấm vào nó thì nó sẽ chuyển sang đây. Ở trên này có nhiều mẫu sản phẩm. Thế thì mình thấy em muốn cài cái thằng này, thì cái bản các bạn cần cài là bản này. Nó cũng có Windows, Mac, chạy trên Windows hay chạy trên Mac hay là Linux. Linux có hai dạng, 1x86 64 hay là Arch, đúng không? Đó, thì trên này có, ok ha. Đó. Thì dùng cái nào tùy các bạn nha, nhưng mà thầy khuyên các bạn nên dùng cái này. Thầy khuyên rồi chứ không bắt buộc ha. Nên dùng cái này các bạn, dùng này. Đó. Và dùng cái bản mà mình tải về. Đấy. Khi mà tải về thì mình chạy này giống trên máy của thầy này, thầy tải về. Rồi thầy chạy thì thầy pin nó vào đây này. Đây, cái biểu tượng này các bạn đang thấy. Được ha? Đây chính là biểu tượng của thầy này. Đây đang nhìn thấy nè, thấy không các bạn? Đấy, Eclipse. Thầy tải về thôi chứ thầy cũng không cài, thầy cũng không thích cài ha. Tải về, tải về cái package giải nén này dùng thôi. Đấy là setup JDK với Eclipse. Ok ha. Ngoài ra thì có một số thuật ngữ các bạn, có một số thuật ngữ, ví dụ như những thuật ngữ này để các bạn đọc nha. Chứ thầy cái này không cần phải giảng, không cần dạy ha, mình tự coi. Ví dụ như có một thuật ngữ là mình lên trên cái trang ấy thì nó có cái khái niệm G2SE. Cái viết tắt của cái này, đây là lái gì thì đây thầy viết, các bạn tập đọc nha. Đọc, có gì bữa sau không trên giờ lý thuyết kế tới ấy, mình đọc mà mình không hiểu chỗ nào mình có đặt câu hỏi, đúng không? Thầy sẽ giải thích. Hoặc là G2E, G2E là cái gì, đây có viết là. Và có một cái mà ngày xưa ấy, là nó cũng xây dựng cái nền tảng cho di động của Java, nó gọi là G2ME. Thì đằng này lúc đấy nó cũng có ý tưởng, những cái năm đấy là thiết bị di động mà Android chưa có phát triển, đúng không? Cũng lâu rồi đó. Thì người ta có ý tưởng để xây dựng cho các cái thiết bị, ví dụ như là những thiết bị mà hoạt động trong các cái môi trường bên ngoài tự nhiên hay là dưới sự sản xuất, thì nó cần có cái nền tảng G2ME để nó phát triển, đúng không? Mấy cái này các bạn đọc nha các bạn. Giới thiệu cuối cùng trước khi kết thúc thì bữa nay mình lại học chế em Trúc ha. Còn chút xíu thôi cũng sắp xong rồi. Thế thì cuối cùng thì vậy thì trong Java này muốn viết một chương trình mới thì sẽ làm sao? Cái chỗ này nói về chuyện đó. Để các bạn thực tập, bắt đầu từ buổi tuần này là các bạn phải tập thực tập trên này rồi. Tập nha các bạn. Bước thứ nhất ấy, là sau khi cài xong ấy, thì mình sẽ tạo Java Project. Thầy vừa nói vừa làm nha các bạn. Chỗ này tuy rằng là cái lợi thế của học online, nếu mà trên lớp mà học chỗ này chỉ có nói miệng thôi ha. Còn đây trên Java này, thầy mở cho các bạn coi nha. Đây chính là cái ủa sao máy có thể đứng im ta. Đây, các bạn thấy có Eclipse này, mình khởi động lên, mình bấm vào nó. Thì mình thấy Eclipse bản của thầy là bản cũ lắm rồi đấy, đúng không? 2018. Nếu mà lúc nãy các bạn tải cái bản lúc nãy nó là 2021 ấy, 2021. Thì nó nạp lên, cái màn hình này Splash Screen, nó nạp, nó chạy, nó nạp ha, nó nạp các cái dữ liệu cần thiết của Eclipse, nó chạy lên. Đây chính là Eclipse để lập trình. Mà cái bản của thầy cũ rồi, còn các bạn xem mới hơn. Thế giờ mình muốn tạo một project mới thì File, New, Java Project. Ổn đúng không? Đấy, File, New, Java Project. Đây bên phần lý thuyết bên này của thầy minh họa đây nè các bạn. Đây, bên minh họa của thầy, File, New, rồi Project. Ồ, thiếu chữ Java, đúng không? Không sao. Đấy là thầy làm nhiều nó ra cái chữ mà Java Project. Còn nếu các bạn làm một lần đầu tiên ấy, các bạn làm lần đầu tiên thì có thể nó không có cái chữ này mà có chữ này cũng được. Thì New rồi Project cũng được. Thì trong này nè, trong cái cửa sổ mà New Project này nè, thì Java nó cho phép các bạn kết nối tạo ra rất nhiều dự án thuộc rất nhiều cái dạng khác nhau nha. Nên trong này các bạn muốn chọn dạng nào, ví dụ trong này các bạn muốn nó có nhiều nè các bạn, mà mình chả biết gì hết, đúng không? Mình chưa biết gì hết. Thì chỗ này mình thấy em mở Java ra thì nó có Java Project. Nếu mở cái này không có thì lại mở cái khác, đúng không? Nó có nhiều cái nhìn chả biết nó là cái quái gì cả đó, tại vì mình chưa biết thôi.
Thế thì đây mình tìm bao giờ tìm ra được cái Java project. Ok ha. Rồi, new thì nó ra đây. À, nó cũng ra cái cửa sổ lúc nãy đấy, chẳng qua lúc nãy cô thầy làm thì nó mất thời gian hơn chút. À, làm nhiều ấy thì nó xuất hiện thì mà làm nhanh hơn chút ha. Thì nó sẽ ra đây. Chỗ này mình đặt tên thôi. Tên project. Ví dụ như là bài đầu của em. Nhớ là không có dấu. Nhớ nha các bạn. Tên của project không có dấu. À, không có khoảng trống, không được dùng ký tự đặc biệt nha. Và chỗ này thì mình muốn tạo ra sử dụng cái JRE nào thì mình mở đây mình chọn. Trên máy của thầy có JRE 11, JRE 10. À, mình nếu này lúc nãy mình cài là JRE 8 thì mình chọn 8 thôi. JRE 8. Được không? Đấy. À, tại sao lại phải chọn cái mục đấy? Bởi vì sao có thể là sau này khi các bạn viết chương trình máy của mình cấu hình mạnh, nhưng mà cái máy mà mình cần viết để chạy trên máy đó cấu hình nó yếu, nó chỉ dùng được JRE 5 thôi, thì lúc đấy các bạn phải chọn cái bản 5 để sau này đưa xuống cái máy để nó chạy được, để tránh trường hợp mình viết trên máy của mình nhưng mà đưa sang máy mục tiêu ấy, cái máy cần để triển khai ấy, thì lại không chạy được, đúng không? Đấy thì cái này thì hướng dẫn này, các bạn nhìn hình thì biết là cái này nhìn hình bấm đúng không, dễ ẹc à. Sau khi mà làm xong thì mình quan sát thấy trên cái giao diện, thầy không chuyển sang bên kia để cho đỡ mất thời gian nữa nha các bạn. Nhưng mà nhìn trên này thầy cũng chụp hình lại ha. Đấy, tức là khi mà mình tạo xong thì bên cái cửa sổ lúc nãy thầy đặt tên nó là First Program này. Thì mặc nhiên các bạn sẽ thấy trong cái project của các bạn sẽ có cái JRE. Và trong JRE hồi nãy mình nói là các cái thư viện công cụ đúng không? Thì đây là chính là các cái gói thư viện mặc định để thêm vào project hiện hành của mình. Rồi muốn tạo ra class thì nhấn nút phải vào cái thư mục src. Đây mình thấy này, trong cái thư mục cái project của mình đây thì có cái JRE và có cái thư mục src. src viết tắt của chữ suộc ấy, đây này, s o u r, chữ này này, nguồn ấy ha, chữ e, nó viết tắt của cái s R C. Ở trên này thầy gõ đẹp hơn đúng không? Viết bằng tay, viết bằng chuột viết được. Nhấn nút phải rồi chọn New rồi Class, bấm vào Class này. Thì chỗ này mình sẽ đặt tên các bạn. Thầy bôi mấy cái này nha, bôi mấy cái này. Đặt tên cho cái chương trình của mình là gì đó. Lần đầu tiên thì mình mừng quá, thì người ta hay dùng cái từ của chương trình là Hello World đúng không? Chào thế giới đấy. Em lần đầu tiên mới viết chương trình, ví dụ vậy đó. Thế thì mình đặt tên đây, tên nha, tên thầy đang đặt trong minh họa này nó không chuẩn, bữa sau thầy sẽ nói cách đặt tên như nào là chuẩn nha các bạn. Thì dưới này các bạn nhớ đánh dấu vào cái mục public static void main. Thế còn những cái mục này, mục này, mục này có ý nghĩa như thế nào thì tạm thời mình đừng quan tâm nha các bạn. Bây giờ mà thầy giải thích những cái đấy thì các bạn từ không biết đến không hiểu đúng không, tại vì nó chưa liên quan đến những kiến thức tương ứng cho nên là giải thích không được. Thì coi như mình cứ chấp nhận ngày hôm nay mình biết là đặt tên, ok giỏi đó ha, biết đánh dấu vào mục này, bữa sau sẽ giải thích vì sao đánh dấu mục này, còn những mục khác từ từ sẽ giải thích nha các bạn. Từ từ kiến thức của mình nó bồi đắp đủ để nhận thức những mục đó thì thầy sẽ giải thích, còn hiện tại thì tạm thời chưa, ok ha. Đó. Và trong cái quá trình mà mình làm việc quen với chương trình đầu tiên của Java ấy, thì mình phải biết cách in ra dòng chữ. Muốn in ra dòng chữ thì mình sẽ gõ system. Nè, có system, nhớ chữ S là chữ hoa nha các bạn. Out, chữ thường đúng không? Chữ print. Đấy, và in ra chuỗi dữ liệu. Đó. Và trên này là một cái minh họa của thầy ha. Minh họa của thầy là khi mà mình tạo ra cái chương trình, cái lớp tên là Hello World lúc nãy này, trong cái SDC thì nó sẽ in ra. In ra này các bạn, thầy in ra dòng chữ, đây là chương trình Java đầu tiên, đúng không? Rồi, chào thế giới, đại loại thế đấy ha. Thì trong đấy, các bạn nhớ là tạm thời các bạn chỉ được viết trong cái phần giới hạn của cái ngoặc này, cho đến ngoặc này, của cái hàm có tên là Public Static Void Main. Nhìn cái này ngán quá đúng không? Kệ nó, cố gắng ha, viết nha. Đó. Viết nhiều thì nó sẽ quen thôi, không có gì hết. Viết nhiều thì các bạn sẽ không ngán. Hồi nãy thì có chụp hình trên cái group cho các bạn thấy đấy ha. Các bạn để ý trên đấy có những cái bạn mà hồi khóa 18 hay là khóa bao nhiêu đấy, người ta in, người ta chụp cái hình mà người ta code
tới mấy trang đúng không, dài chữ không là chữ, đấy là lúc đầu người ta giống mình, nhìn cũng ngán lắm, rồi viết miết thì nó quen thì thấy nó tầm thường đúng không. Đó. Rồi khi mà viết xong ấy, các bạn muốn chạy ấy, thì các bạn bấm một cái biểu tượng này này các bạn, bấm cái biểu tượng này thì Java nó sẽ tiến hành nó đọc cái phần mã ở trên này, đây là mã nguồn của các bạn viết nha, đó cái chỗ mà thầy đang vẽ bằng vàng, nó chạy nó dịch ra, dịch thành bytecode. Sau khi dịch bằng bytecode xong nó sẽ gọi cái máy ảo Java nó chạy, và khi chạy thành công thì kết quả nó sẽ in ra trên cái vùng màu đỏ dưới này, nhớ ha. Cái quá trình này mình tưởng tượng bấm một cái nút này là nó không chạy luôn được luôn nha, bấm một nút này nó mới dịch ra bytecode, từ bytecode nó mới chuyển lên trên cái thằng máy ảo Java, máy ảo Java nó thực thi ấy, thì cái kết quả thực thi nó sẽ hiện ra đây. Ở đây chương trình này quá đơn giản cho nên nó làm rất nhanh, cho nên bấm cái là mình thấy bên dưới này luôn. Thế mình lúc đấy mình lại suy ngẫm khi nào thầy nói đúng không, em bấm cái nó chạy liền mà. À, quá trình đấy vì đơn giản cho nên nó hoạt động rất nhanh đúng không, nó làm rất nhanh cho nên các bạn thấy rằng là bấm cái nó chạy luôn là như vậy. Nhưng mà trên thực tế mình vẫn hiểu rằng là nó phải dịch ra bytecode nạp vào cái máy ảo Java, rồi nó kiểm tra mã đấy an toàn, bắt đầu nó mới thực thi. Thực thi xong thì nó kết thúc là hiển thị kết quả đây. Ok ha, quá trình thực thi nó hiển thị đây. Ở đây thì nó hiển thị xong rồi không làm gì nữa thì nó kết thúc, đơn giản vậy đó. Được ha. Đó. Ở trên này thì có mô tả nút run này, nút run là bấm. Đó. Bài tập nha các bạn, về nhà các bạn phải viết. Hiện giờ các bạn viết cái này khó nè, một chương trình Java các bạn phải viết như thế này. Các bạn viết nhìn ở chỗ này nha, bắt đầu từ cái chỗ packet cho đến chỗ này. Đó. Mục đích là viết bằng tay nha các bạn, thầy muốn các bạn làm giờ thực hành, các bạn làm trên máy thì không nói, là còn bài nộp viết bằng tay ha. Mục đích của thầy muốn là gì, các bạn viết bằng tay để các bạn thuộc và quen với những cái này, quen thì sau này các bạn nhìn các bạn sẽ không sợ nữa đúng không. Nếu không quen đấy thì mình sẽ cảm thấy ôi chữ nhiều lắm đúng không, tiếng Anh không à, viết đi nó sẽ quen, mà quen thì không còn sợ nữa. Chương trình thứ nhất các bạn phải làm trong tuần này và nộp là in ra thông tin dễ đúng không. À, muốn in ra thông tin thì system.out.print đúng nhỉ, và in ra em tên là gì đó đúng không, mã số sinh viên là gì đó, rồi ngày sinh là gì đó, số điện thoại, mỗi một thông tin nằm trên một dòng nhá, một cái lệnh system.out.println như thế này nè, là nó sẽ in ra một dòng thông tin đúng không. Đó. Thì các bạn viết được thôi. Thứ hai là viết chương trình in ra thông báo họp lớp, ví dụ như mình tưởng tượng ra cái thông báo họp lớp của mình như thế nào đấy thì mình tự viết ra. Đó. Rồi cái thứ ba là các bạn cũng phải viết một chương trình để in ra thông tin của một cái loại mặt hàng nào đó. Ok ha, thầy muốn các bạn làm ba cái này thôi, cái cuối cùng để cho thầy cô hướng dẫn trên giờ thực hành mình viết bằng mã nguồn. Ok ha. Vậy cái nội dung về lý thuyết hôm nay mình phải nhớ là nhớ gì, những khái niệm này bắt buộc phải nhớ nè, GVM là cái gì đúng không. À mà hôm nay thầy quên mất, thầy không tra bài đúng không, bữa sau nha, bữa sau hỏi. GVM là gì thì trả lời, GRE là gì trả lời, GDK là gì, rồi Vura là gì đúng không. Đấy, những cái lúc nãy mình học phải khái niệm này gọi phải nắm được, nếu không thể nói là mình học Java mà mình không biết gì về những thứ này là không được. Rồi idea là gì đúng không, và tại sao mình phải cần idea đúng không. Đó, đơn giản rồi đó. Thế rồi mình biết cách tạo ra cái project mới trong Eclipse, rồi biết cách tạo ra một cái class đúng không, rồi thực hành ấy thì mình cố gắng mình tập, mình phân biệt tuyệt giữa system.out.print với lại system.out.println. Ok ha. Đó. Ổn nha, bây giờ đến cái màn tra tấn, muốn hỏi gì thì hỏi ha.